Xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về một loại effect rất là hay sử dụng delay với reverb mà các bạn. Thì trước tiên, cái kết quả của chúng ta sau khi sử dụng effect này. Đầu tiên, khi mà mình mở kênh mixer, các bạn có thể thấy là cái âm thanh thô của mình đang là nghe như thế nào nha các bạn. Khi mà mình bật cái hiệu ứng này lên thì cái chắc của chúng ta nó sẽ được chia thành âm trầm, âm trung và âm cao. Và mỗi cái tầng âm này nó sẽ xử lý khác nhau, các bạn nghe thử nhé. Chúng ta có thể sử dụng cái hiệu ứng này thì đầu tiên các bạn sẽ cần một cái frequency selector. Các bạn vào cái jack mà các bạn đang để serum, ví dụ ở đây mình có thể mình chọn serum mình để vào jack 1, rồi sau đó mình sẽ chọn một cái frequency selector nha các bạn. Các bạn có thể nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy nó ở phần new này, frequency selector. Sau đó cái việc các bạn cần làm là các bạn tắt low, tắt mid và tắt high ở cái khung ở giữa này cho mình. Chúng ta sẽ sử dụng những cái khung bên này ha. Nhưng mà trước khi chúng ta có thể sử dụng được những cái ba bên này á, thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn nhấn vào cái kênh chúng ta đang để serum này, kênh số 1. Chúng ta nhấn chuột phải vào cái mũi tên ở dưới này, chúng ta sidechain. Chúng ta sidechain và chúng ta sidechain. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta mở cái nhạc của chúng ta lên thì nó không có tiếng nha các bạn. Đây các bạn thấy là nó vẫn chạy nhưng mà nó không có tiếng. Để mà có tiếng thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chỉnh những cái này. Ví dụ bây giờ mình chỉnh cái âm trầm của nó vào cái sidechain thứ hai. Các bạn lưu ý đây là sidechain thứ hai chứ không phải là kênh thứ hai nha. Tiếp tục theo đó chúng ta làm thêm phần âm trung và phần âm cao. Sau đó chúng ta có thể cho mỗi loại effect vào từng tầng âm khác nhau. Ví dụ mình sẽ cho reverb vào tầng âm cao. Chúng ta sẽ dùng cái Footy Convolver này. Các bạn nghe thử nhé. Mình sẽ để solo âm cao. Rồi, chúng ta có thể tiếp tục chúng ta chọn phần âm trung và chúng ta sẽ để cho nó một cái delay ha các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn chọn bất cứ cái delay nào cũng được. Các bạn có thể chọn delay trong FL Studio hoặc các bạn có thể chọn delay bên ngoài đều được. Mình sẽ chọn Footy Delay 3. Các bạn có thể cho bạn cho input thấp xuống một tí nè các bạn. Cuối cùng là tầng âm trầm của chúng ta ha. Mình sẽ cho một cái delay khác vào tầng âm trầm. Chứ mình có thể cho footy delay 2 vào tầng âm trầm chẳng hạn. Mình sẽ giảm cái time này xuống ha các bạn. Rồi, các bạn nghe thử nè.
Rồi, khi mà ba cái tầng âm của chúng ta trộn chung lại, các bạn sẽ nghe thấy nó có một cái âm thanh rất là lạ ha các bạn. Từ đây các bạn có thể sáng tạo hơn bằng cách mà các bạn có thể chúng ta cho thêm những cái reverb hoặc những cái delay khác vào từng cái tầng âm khác nhau. Ví dụ mình sẽ cho thêm một cái footy fast disc vào tầng âm trầm các bạn, để chúng ta có thể chúng ta làm cho cái tầng âm trầm của chúng ta nghe nó được sắc hơn một tí nữa ha các bạn. Vậy là video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày làm nhạc vui vẻ. Nếu các bạn thích cái video này, hãy để lại một like, một subscribe và nhấn nút chuông thông báo để nhận được những cái video tiếp theo của mình. Chúc các bạn có một ngày làm nhạc tốt lành.